Đây là một cây cung và hôm nay mình sẽ luyện tập để trở thành cung thủ số 1 thế giới. Đầu tiên chúng ta cần mục tiêu để tiêu diệt. Mục tiêu đầu tiên là trái đu đủ mà mình vô tình tìm thấy. Tiếp theo là củ su su này và cuối cùng là củ hành tím này. Vì mục đích an toàn nên là mình đã chọn nơi không có người qua lại để tập bắn. Ngay lập tức mình bắt đầu với trái đu đủ. Dù ngoại hình khá lớn nhưng mà mình đã phải mất đến 14 mũi tên mới có thể hạ gục được nó. Coi như đây là bước khởi đầu. Mục tiêu tiếp theo là củ su su. Dù kích thước nhỏ hơn nhiều so với trái đu đủ nhưng mình cũng chỉ mất 14 mũi tên để hạ gục nó. Mục tiêu cuối cùng và cũng là mục tiêu khó nhất, củ hành tím. Với kích thước chỉ bằng một đồng xu thì chắc chắn đây sẽ là đối thủ xứng tầm với mình. Mình bắt đầu bắn và ngạc nhiên là đến mũi tên thứ 10 thì mình đã bắn trúng mục tiêu. Nhưng sau khi kiểm tra lại thì mũi tên chỉ xuyên qua củ hành, như vậy là chưa đủ để kết liễu nó. Đến mũi tên thứ 22 thì một lần nữa củ hành lại thoát chết trong gang tấc. Sau đó thì mình đã bắn rất nhiều tên nhưng vẫn không thể nào kết liễu được củ hành này. Chẳng lẽ là mình sẽ thua củ hành tím này? Chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây? Nhưng trong cơn suy sụp thì mình đã nghĩ đến lý do mình bắt đầu. Mình sẽ trở thành cung thủ số 1 thế giới và mọi thứ sẽ không kết thúc ở đây. Mình giương cung lên và tập trung hết sức để bắn một mũi tên cuối cùng, và điều còn lại là lịch sử.